bị chụp lén, Ngọc Trinh lộ thân hình gầy gò, vòng một lép xẹp chẳng hề sexy như tưởng tượng. Nhiều người bất ngờ với hình ảnh đời thực không photoshop của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh chụp lén được cho là của Ngọc Trinh tại một tiệm nêu lớn, cô che mặt kín kẽ nhưng nhiều người vẫn nhận ra. Càng có cơ sở để khẳng định đây chính là mẫu nội y khi trước đó ít giờ. Người đẹp cũng đăng tải hình ảnh trong bộ váy y chang. Tuy nhiên, Ngọc Trinh trong bức ảnh chụp lén để lộ không ít nhược điểm trên cơ thể, khác xa với hình ảnh chỉnh sửa kỹ càng. Không quyến rũ như thường thấy, vòng một của người đẹp trà vinh bay đi đâu mất, thềm ngực trơ xương, và cánh tay khẳng khiu của Ngọc Trinh cũng, khiến nhiều người phải hoang mang, có thể do giảm cân quá đà. Nên mẫu nội y không thể giữ, được body nóng bỏng làm, nên thương hiệu bấy lâu. Không ít dân mạng tỏ ra thất vọng với hình ảnh không photoshop của người đẹp 8X, bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự quan ngại đối với tình trạng sức khỏe của cô. N. Linh theo Vietnamnet, bạn yêu quý, hãy để lại một dòng bình luận dưới đây để chúng tôi biết ý kiến của bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.